Nước rút, người dân Lào Cai chắc chắn chưa thể nào vơi bớt nỗi lo lắng. Thế nhưng những ngày gian nan nhất cũng đã tạm qua. Ngày 10 tháng 9 năm 2024, một số người dân tại tổ dân phố 20 thuộc phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai rủ nhau bắt cá ngay trong khoảng sân trước nhà. Những nụ cười lạc quan của họ khiến khung cảnh sau cơn lũ nhìn như đỡ ngổn ngang hơn. Và đây là kết quả. Sau đó, họ lại quay trở lại với việc dọn dẹp, và dọn dẹp sau cơn lũ thì không đơn giản chút nào. Rác trôi lênh bềnh, bùn đất đóng thành từng lớp. Đống đồ lộn xộn này cũng phải mất nhiều công sức mới dọn sạch được. Từ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2024, mưa đã giảm bớt ở thành phố Lào Cai. Tới chiều thì nắng xuất hiện, các khu dân cư ven sông Hồng, những nơi mà vài giờ trước ngập 2-3 mét thì đã rút nước. Trong khi đó, mực nước trên sông Hồng tại địa phận Lào Cai lúc 16 giờ cùng ngày là gần 83 mét, ở mức dưới báo động 3 là 0,66 mét. Cùng thời điểm này, mực nước trên sông Hồng tại huyện Bảo Hà đo được là gần 70 mét, dù nước đang rút nhanh nhưng vẫn trên mực lũ lịch sử 0,03 mét. Người phụ nữ này là bà Trần Thị Huế, năm nay 63 tuổi và đã sống ở phường Cốc Lếu hơn 30 năm. Tại thời điểm lũ đã qua, bà vẫn chưa hết bàng hoàng vì không nghĩ trận lũ này lớn như vậy. Cái trận lũ này thì khủng khiếp luôn, tức là nó làm cho nhiều nhà còn mất người, rồi mất hết tài sản làng bao nhiêu đời này. Thế còn phần lớn là cả cái xóm này hầu như nhà nào cũng thiệt hại. Coi như là mãi mới giật được cửa ra thì nước có lên đây, nó lên trên chỗ này. Đây, trên chỗ cửa này, tức là nó cao hơn đầu người rồi. Thì hai ông bà già cũng không bơi được, cũng không lội được. Thế là con bé bên này nó bảo bên còn hai ông bà già. Thế tôi bảo ông là thôi, con người còn chuyển đi, không có đến lúc nước nó làm sao. Cái thì con điện không có, nước không có, thức ăn đồ uống không có. Thế bây giờ nếu làm sao một cái thì có phải là người ta bảo là chết vì của. Hai vợ chồng con bé bên này thì nó bảo bên còn hai ông bà già đấy. Thế là công an là đập cửa, là kẻ có cửa, xong là đưa cái thuyền nhỏ ấy vào, xong là các anh ấy coi như là đưa từng người một từng lên thuyền rồi. Các anh bơi bộ từ đây đến tích một đoạn như thế kia mà toàn đội. Mà cô cảm phục được cái tinh thần, tức là quân đội bây giờ là hầu như là chiến sĩ nào cũng biết bơi, bơi rất giỏi. Và không phải mình là cô, mà các nhà coi như là hết nhà này đến nhà khác, và cô cũng rất là thương, cô thương là nếu mà không chịu được thì có thể là cô thấy đợt này là khác với em 2008. 2008 là cứ một tiếng là có thông báo một lần, thì bọn cô lại rất là chủ động. Nhà cô thì xây đã cao như này rồi, và cô trong cô dập 3 cấp nên cô chỉ kê đồ thôi, không nghĩ nó chỉ ngập đến thế là cùng thôi. Cô thì cũng 4-5 lần chạy lũ rồi nhưng mà chưa lần nào nó lớn như này. Mà nói chung là chán bởi vì là mất hết đồ. Nỗi ám ảnh đó cũng là cảm xúc chung của nhiều người dân nơi đây. Họ đều cho rằng từ khi sinh sống ở thành phố này, họ chưa từng chứng kiến trận lũ nào lớn như thế này. Cơn bão lũ đã tạm lùi xa, nhưng bùn đất và rác thải vẫn còn ngổn ngang. Người dân phường Cốc Lếu giờ đây lại tiếp tục gồng mình dọn dẹp bùn đất còn sót lại. Để chung tay giúp đỡ và sẻ chia với người dân đã hứng chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán giả gần xa trên tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Những tấm lòng của quý nhà hảo tâm sẽ là nguồn động viên to lớn để đồng bào vượt qua đau thương và khó khăn trong những ngày này. Mọi sự đóng góp quý báu xin vui lòng gửi về Tòa soạn Báo Thanh niên, địa chỉ tại 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc tòa soạn tại Hà Nội tại địa chỉ 218 Tây Sơn, quận Đống Đa, hoặc các văn phòng đại diện Báo Thanh niên trên cả nước. Quý vị cũng có thể chuyển khoản qua tài khoản Báo Thanh niên, số tài khoản 1000-6868 Ngân hàng Exim Bank chi nhánh Sài Gòn, hoặc số tài khoản 686-886-6868 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi rõ: hỗ trợ đồng bào trong cơn bão số 3. Báo Thanh niên sẽ tổ chức các chuyến cứu trợ kịp thời, mang đến tình thương và sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay bà con vùng thiệt hại do bão lũ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin chi tiết trên các kênh của Báo Thanh niên. Xin trân trọng biết ơn những tấm lòng vì đồng bào.
tung nhà tung cửa. Còn đối với Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai thì vào hồi 6 giờ sáng nay, cơn mưa bắt đầu mưa to từ hồi 5 giờ. Và đến 6 giờ thì có hai tiếng nổ thứ nhất. Thì chưa thấy gì tiếng nổ thứ hai thì kéo theo là có người vẫn còn sống là chứng kiến là nó bay cao hàng trăm mét, tức là nước đất đá trên đồi bay về đã bị nở núi và quét theo hơn 20 hộ dân ở đây. Chỉ còn 1-2 hộ còn lại là mất tích, và hiện nay là mấy chục người mất tích và đã tìm được hơn chục thi thể, và một số người bị thương đã đưa đi viện. Có những hộ gia đình là trong gia đình có 6 người thì 5 người thiệt mạng, còn một chủ gia đình duy nhất là đi xem nước ruộng thì còn sống. Rất là kinh hoàng nhá các bác ạ, không còn gì để nói nữa. Thảm khốc là từ mà ai cũng phải thốt lên khi chứng kiến cảnh tượng này. Ngôi làng với 35 hộ dân đang yên bình thì bỗng chốc trở nên tang thương sau trận lũ quét kinh hoàng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, cập nhật sáng ngày 11 tháng 9 năm 2024, thôn làng Nủ tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai có 37 hộ với 158 nhân khẩu. Trong đó, 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ em dưới 6 tuổi, 14 trẻ em dưới 14 tuổi. Số người được xác định thiệt mạng trong vụ lũ quét hiện là 18 người, đang điều trị tại bệnh viện 17 người. Số người đã được cứu an toàn là 46 người, hiện vẫn còn 77 người mất tích. Theo người dân địa phương, khu vực này chưa bao giờ xảy ra thiên tai, nên khi xảy ra lũ quét tất cả đều hoàn toàn bất ngờ. Thôn làng Nủ nằm cách xa trung tâm giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc nên việc cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo huyện Bảo Yên thành lập sở chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu nạn. Các lực lượng quân đội, công an, lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp trong đêm khẩn trương vào hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn. Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, đến thời điểm này, viện đã tiếp nhận điều trị 18 bệnh nhân, trong đó có 4 trẻ em đang được điều trị. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đang tăng cường hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên 13 nhân viên y tế tham gia điều trị bệnh nhân. Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên chuyển tuyến 5 bệnh nhân nặng lên tuyến trên điều trị. Các bệnh nhân này sẽ được Bệnh viện Đa khoa tỉnh hội chẩn trực tiếp với các bác sĩ đầu ngành tại Bệnh viện Việt Đức. Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy viên Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, sáng nay đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai sẽ xuất quân trực tiếp đến huyện Bảo Yên tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo Đại tá Tùng, chịu ảnh hưởng nặng nề hoàn lưu cơn bão số 3, tức bão Yagi, khắp các địa phương trong tỉnh Lào Cai xảy ra lũ lụt khiến nhiều người dân thiệt mạng, mất tích, bị thương, cuốn trôi nhiều tài sản, hoa màu, hư hỏng các công trình của nhà nước, người dân, gây hậu quả lớn. Tuyến đường đến thôn làng Nủ có nhiều điểm sạt lở bị chia cắt với khu vực bên ngoài, nên suốt đêm qua, huyện Bảo Yên đã huy động tất cả các loại máy móc dọn dẹp để kết nối với hiện trường một cách tốt nhất. Tính đến sáng nay, hơn 100 người đang tham gia cứu hộ tại khu vực xảy ra lũ quét. Bà Trần Xuân Huệ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lào Cai cho biết, trong đêm qua, đơn vị phối hợp với Viettel Lào Cai tổ chức lắp đặt cột phát sóng viễn thông, kết nối thông tin liên lạc từ hiện trường sạt lở với cơ quan chức năng của tỉnh để chỉ đạo công tác cứu hộ các nạn nhân. Đến 2 giờ sáng ngày 11 tháng 9, công việc lắp đặt trạm phát sóng di động để phục vụ cho công tác cứu nạn mới hoàn thành. Bà Trần Xuân Hệ cho biết, thôn làng Nủ từ trước đến nay chưa từng bị thiên tai, người dân sống biệt lập ở quả đồi thấp. Khi xảy ra lũ quét, sóng di động mất toàn bộ liên lạc. Việc lắp đặt trạm phát sóng trong đêm vô cùng khó khăn, nhưng cuối cùng đơn vị cũng đã hoàn thành.